Tôi còn nhớ có một bài hát tác giả nào đã viết rằng một phút giây chờ đợi nhau trong tình yêu bằng cả một năm dài trên một thế kỷ. Ấy vậy mà chàng trai ấy phải chờ đợi người yêu của mình từ lúc khoảng giờ này 3-4 giờ chiều cho đến lúc trăng treo cành trúc. Thời gian biết bao nhiêu là lâu và nỗi chờ đợi không phải đấy. Chắc các em có đôi khi cũng chờ đợi người yêu mình chắc nóng lòng phải không? Dạ, thì đó là tất cả. Xin được thể hiện bằng ba câu giọng cổ âm đạo kiều rồng. Ông lão ơi, xin thần là ông lão lên ghế này bên.
ân sư tôi cũng xin được giới thiệu sư Nhĩ. Hôm nay còn Minh Cảnh còn sống đây, còn đứng được trước mặt quý cô bác đem lời ca tiếng hát mình để đáp tình thương yêu dưỡng nuôi trên 43 năm qua là nhờ ân sư đây cùng với cậu bề trên và tất cả các đấng, nhất là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát có nhằn mắt nhằn tay huyền diệu và cậu huyền kia đã cứu mạng tôi. Tôi đã chết 7 ngày 7 đêm. Và kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, người ta chỉ cần đứt một sợi dây mạch máu não thôi thì cũng đã đi bắn núi. Dạ, mà tôi đứt một lượt 2 sợi dây thần kinh não và 1 sợi dây thần kinh tọa. Vậy mà được mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát nói thương, được ân sư đã kiếm ân sư đến để giúp sức và cổ về trên ba ơn, cho nên tôi mới được còn hơi thở ở trần gian, tha tách hơi cho đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và trời Phật ban cho, và vẫn đi đứng tự nhiên đàng hoàng, không phải bị bán thân bất loại cho đáng lý. Nếu tôi có nặng mạnh đi chăng nữa thì cũng phải ngồi một chỗ, và như vậy thì tôi không còn được là đạo minh mong cái lời thiên địa gì đó để ra mắt quý vị. Thành thật nói với quý vị những lời này mà tôi vô cùng xúc động vì tạ ơn mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát và cậu bề trên cùng các đấng đã thương tôi, và sư tôi đây là thứ tư sư tôi đã cứu tôi. Tôi con tôn kính tạ ơn mẹ, tạ ơn cậu và đệ tử cung kính tạ ơn ân sư cậu bề trên và tất cả các đấng. Và để đáp tình thương yêu này, tôi xin được gửi đến 2 câu giọng cổ trong bài ca Đêm Lạnh Chùa Quan, màn 2 của Lý Hồng Liên. Dạ, là để quý vị thưởng thức. Dạ, lúc này đại tiện cũng có ca rồi, mà tôi xin ra lại một phần nữa. Oh,
quý vị. Và chương trình văn nghệ của anh em chúng tôi và gia đình của anh chị Tư Bé đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đến đây ngưỡng mộ và cùng tham gia với anh em chúng tôi. Chúc quý vị gia đạo bình an và việc làm ăn được hạnh phúc thịnh vượng. Đi đường đi ra.